Bích Tuyền tỏa sáng, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vào bán kết VTV Cup. Giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước câu lạc bộ Hà Nam, Trung Quốc ở tứ kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup diễn ra hôm nay ngày 29 tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào bán kết. Ở trận đấu mang tính chất loại trực tiếp lại đối đầu đối thủ mạnh là câu lạc bộ Hà Nam của cường quốc bóng chuyền Trung Quốc, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra sân đội hình được xem mạnh nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại với đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và libero Nguyễn Khánh Đan. Bích Tuyền thi đấu bùng nổ ở tứ kết giải bóng chuyền VTV Cup 2024, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. Các cô gái đến từ Trung Quốc với chiều cao vượt trội, phát huy tốt khả năng tấn công lẫn bám chắn, nhanh chóng tạo cách biệt 3 điểm ngày 6 tháng 3. Sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, đều bám quyết liệt. Những pha đánh nhanh hiệu quả của Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy cùng những cú đập bóng cực mạnh của Nguyễn Thị Bích Tuyền giúp đội tuyển Việt Nam nhanh chóng cân bằng rồi vượt lên dẫn điểm trước câu lạc bộ Hà Nam. Phát huy được bản lĩnh ở thời điểm quan trọng, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng siết sao 26-24 ở ván 1. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu hay trước câu lạc bộ Hà Nam, Trung Quốc, ván đấu thứ 2 chứng kiến màn thể hiện đầy cảm xúc của các cô gái Việt Nam. Trong đó Nguyễn Thị Bích Tuyền cho thấy vai trò đầu tàu với hàng loạt pha đập bóng ghi điểm. Có chút hồi hộp khi đội tuyển Việt Nam dẫn trước 24-21 lại để đối thủ cân bằng 24-24, nhưng Bích Tuyền lại bùng cháy với pha ghi điểm quyết định mang về chiến thắng 27-25 cho đội chủ nhà trước câu lạc bộ Hà Nam. Câu lạc bộ Hà Nam, áo đỏ, nhiều lần không thể bám chắn thành công trước Bích Tuyền, phải khởi đầu ván 3 không tốt. Để câu lạc bộ Hà Nam tạo cách biệt lên tới 5 điểm ngày 5 tháng 10 rồi 4 điểm, 15, 19, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn lội ngược dòng khó tin khi ghi 10 điểm liên tiếp để giành chiến thắng 25, 19, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0 và giành vé vào bán kết. Ở ván 3 này, Bích Tuyền lại rực sáng với mạch ghi 5 điểm quyết định khiến người hâm mộ ngất ngây hạnh phúc. Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 diễn ra ngày mai ngày 30 tháng 8 là câu lạc bộ Espoir, Hàn Quốc. Ở tứ kết, đội bóng này có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước King Will Taipei, Đài Loan. Espoir là đội đã thua Việt Nam 2-3 khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng.